Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 1 năm 2024. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới bước sang năm 2024 với áp lực mất giá đến từ sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Nhưng giá kim loại quý này vẫn cho thấy sức bám trụ tốt nhờ kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và nhu cầu phòng ngừa rủi ro khi căng thẳng địa chính trị tiếp diễn ở Trung Đông. Ở trong nước, giá vàng miếng biến động không sát với giá vàng quốc tế, giằng co ở quanh mốc 75 triệu đồng một lượng, trong khi giá vàng nhẫn có phần chững lại và suy yếu. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 15 triệu 200 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 3 triệu 200 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 72 triệu 400 cho đến 73 triệu đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 75 cho đến 76 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở 2 chiều mua bán cao nhất tại 62 triệu 480 nghìn đồng một lượng và 63 triệu 680 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 72 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 72 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 75 triệu 520 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 3 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 72 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 72 triệu 400 nghìn đồng một lượng và 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 3 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 73 triệu đồng một lượng, chiều bán 76 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu đồng một lượng, còn là chiều bán 76 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 3 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 72 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 72 triệu 600 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 73 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 72 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 24 triệu 361 nghìn đồng một lượng đến 62 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Còn là chiều bán có mức giá niêm yết từ 26 triệu 361 nghìn đồng một lượng đến 63 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, sau khi tăng mạnh vào cuối năm ngoái,
Giá vàng đang khó bứt phá do đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế hồi phục. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng gần 0,3% trong phiên ngày hôm qua, lên mức 102,47 điểm. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số này đã tăng khoảng 1,2%. Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia thị trường ông Mark Chandler của công ty Bannock Bull Gold Forex nhận định đồng đô la Mỹ tăng giá là do đợt bán tháo gần đây đã đi quá mức. Ông cho rằng bản báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu tuần này sẽ cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh, qua đó khiến cho các nhà đầu tư kiềm chế bớt các kỳ vọng liên quan đến việc Fed giảm lãi suất trong năm 2024. Ông Mark Chandler nhấn mạnh, khi diễn ra cuộc họp của Fed trong tháng này, họ sẽ nhận thấy rằng tăng trưởng kinh tế vẫn còn cao hơn xu hướng và thị trường lao động vẫn mạnh. Thị trường lao động mạnh đồng nghĩa thu nhập tốt. Thu nhập tốt có nghĩa là nhu cầu sẽ tốt, và đó là lý do khiến cho đồng đô la Mỹ hồi phục. Một cuộc khảo sát với hãng tin Reuters cho thấy, các nhà kinh tế học dự báo khu vực nông nghiệp của Mỹ có thêm 168.000 công việc mới trong tháng 12, giảm so với mức 199.000 công việc mới trong tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên mức 3,8% từ mức 3,7%. Vàng cũng chịu áp lực giảm khi lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ tăng. Lãi suất của kỳ hạn 10 năm có lúc đã vượt mức 4% trong phiên ngày hôm thứ Ba, sau khi giảm xuống dưới 3,9%. Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng đô la, nên lãi suất tăng và tỷ giá đồng đô la tăng đều gây áp lực mất giá lên vàng. Theo chiến lược gia ông Daniel Pavilon của công ty Rio Fururi, tuy nhiên, giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị khi căng thẳng ở Trung Đông vẫn còn ở mức cao. Các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào tàu bè ở Biển Đỏ vẫn tiếp diễn. Và vào ngày thứ Ba, Iran đã điều một chiến hạm tới khu vực này. Giá vàng đã tăng khoảng 13% trong năm 2023 và được dự báo sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm nay 2024 khi lãi suất giảm làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Nhà phân tích Fawad Rasazada của công ty CD Index nhận định trong năm ngoái, kỳ vọng giảm lãi suất đã đẩy giá vàng tăng lên. Năm nay, giá vàng sẽ tăng mạnh vì các ngân hàng trung ương sẽ thực sự cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, ông cho rằng thời điểm mà Fed thực sự bắt đầu cắt giảm lãi suất và mức giảm của lãi suất sẽ tùy thuộc vào các số liệu kinh tế sắp tới. Tuần này, ngoài bản báo cáo việc làm của Mỹ, nhà đầu tư còn quan tâm tới biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed dự kiến sẽ được công bố trong phiên ngày hôm nay thứ Năm. Ngoài ra, một báo cáo quan trọng nữa là báo cáo về số lượng việc làm cần tuyển dụng trong nền kinh tế của Mỹ sẽ được công bố trong phiên ngày hôm thứ Sáu. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Năm ngày 4 tháng 1 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.